Con nguyện Chúa đi. Đâu? Đây. Đây. Để nhá. Bao nhiêu con tất cả anh? Mười con à? Tiêm phòng chưa? Tiêm phòng chưa? Ừ, ăn khỏe thế nhỉ. Ừ, đấy. Này khỏe. Toàn nóng mới bún này nhỉ. Còn đâu? Nóng đi. Long da gà. À. 10 con. Hai đàn chập vào à? Này mùng 1 giờ thả ra. Tầm này. Có đâu mà thả. Tầm này tiêm phòng rồi đấy. Nên thu y kia mua thuốc. Tự tiêm nó rẻ hơn. Mình hình như 100 con. Thì yên tâm luôn. Nó là 5 bệnh mà. 5 trong loại bệnh của chó. Của chó, 5 loại bệnh nguy hiểm nhất của chó. Nó nhẹ nó cứ thay lông xong thì mới hết nữa. Còn chưa thay lông xong chưa? Con khỏe nhỉ? Tầm này con đang lớn đó. Tháng còn nữa chưa, chưa ăn đéo đâu, nhưng mà đi uống nhiều. Chưa nhà hoa vàng. Cắp những da. Anh càng rồi. Này sao không lớn đúng không? Chất kia. Tất cả một lối. Cái cả lợn, cái cả gà, cái cả chó. Đâu con nào cháu. À, bây giờ nhìn thấy chưa? À, trong cái đàn con này có con chó nào qua của cái con chó em để cho anh không? Đấy. Đâu? Đấy. Đây có mỗi con này á? Nó 4 con. Nó là nai rồi, ép mấy rồi nhỉ? Mẹ là còn một con đẹp bằng giống mẹ nó để bên bên nhà. Đây để một con để lại vườn này. Ý định anh để gây con đấy. Cái này con ấy mình đào tạo. Còn bọn này đào tạo theo kiểu bầy đàn nữa khác. Bọn này chỉ tầm tháng 5 tháng 6 là xuất rồi. Đâu? À con nung xù này á. Có một con nữa. Nhìn anh thích nhỉ? Nhìn một chó anh. Trong đàn này con mập này nó là béo nhất. Mập này nó béo nhất đàn. Giống này là giống chó bọ Việt Nam đây, các bạn ơi. Nuôi chỉ để bán thịt thôi. Ngan thịt rồi, chưa lấy thịt rồi. Canh rồi, chưa lấy hoa vàng rồi. Mềm. Gặt lông dễ lắm, không có lông măng. Gặt lông dễ lắm, không có lông măng. Lông măng bắt đầu tới tầm rồi. To cũng phải được 5 cân rồi đấy, bé phải được 4, bé 3-4 cân.